Hơn 200 năm, núi Sam còn hoang vu. Dân làng lên núi thì phát hiện một pho tượng cổ ngồi trên bể đá sa thạch. Thời đó thì quân Sim thường xuyên quấy nhiễu nước ta. Có lần chúng lên đỉnh núi gặp pho tượng cổ và nhiều lần ra sức khiêng xuống núi, nhưng cố gắng thế nào cũng không thể di chuyển và phải bỏ lại. Dân làng thấy vậy, muốn thỉnh tượng xuống núi để tiện cho việc trông coi, gìn giữ và thờ cúng. Bao nhiêu trai tráng lực điền được huy động, nhưng cũng không thể nào nhấc được pho tượng. Duy nhất chỉ có 9 cô gái có thể khiêng tượng bà xuống một cách nhẹ nhàng. Đến chân núi, tượng bỗng nặng trịch, không thể nhấc lên nổi. Dân làng hiểu rằng bà muốn ngự nơi đây nên đã xây miếu thờ tại đây.